Dạ, em xin chào tất cả mọi người ạ. Hôm nay Shop Đầu Câu Nhật Bản Bình Định xin giới thiệu với mọi người cái video số 146 bao gồm có tất cả là 16 con máy câu hàng Nhật Bản. Và lô máy câu của em ngày hôm nay thì có các máy size từ khoảng 2.000 đến 5.000 và hầu hết các máy ở đây em đều là dòng máy carbon, chúng ta câu lua, câu rê và câu lân xê nhé mọi người. Và giá em báo trong video này thì chưa bao gồm phí ship, anh em có ship code toàn quốc và phí ship của mọi đơn đối với máy là 30.000 ạ. Thì em xin giới thiệu với mọi người con máy đầu tiên ở đây em có nè. Thì con đầu tiên ở đây em có là một con máy của Ryobi, dòng Ryobi Ikushima SS1000Z. Tên của máy này. Máy này thì full carbon nha mọi người, đổi được tay quay trái phải. Ngoại hình máy này khá là ok này. Máy này ngoại hình mới tầm khoảng là 90% đấy. Cài xước rất là nhỏ, những vách nhỏ như thế này, tay quay rất khá là sáng. Khuyên đầu dây của máy rất là sáng nhé. Mô bin sóng lưỡi gà vẫn còn, thông số cước ở trên cối thì cước số 3 vào được 120m thì tầm xa khoảng 2.000 đến 2.500, dao động tầm khoảng 2.000 đến 2.500, nhưng mà dòng máy này là cối cao nha. Cối cao chúng ta hỗ trợ ra dây chúng ta khá là nhanh. Khuyên đầu dây của máy đây ạ, rất là sáng nha. Gà cước hoạt động tốt nè. Máy này ngoại hình rất khá là đẹp, rất là sáng, máy trài xước nhỏ thôi. Và hoạt động của máy này, máy quay rất là nhẹ nha, chốt chặn hoạt động tốt, máy quay nhẹ và êm nè. Máy này em ta câu lua câu rê khá là ok. Và con máy này có cân nặng là máy số 1 nặng là 280g, và con máy này là của Nhật, máy số 1 có giá là 450.000. Máy ngoại hình khá là đẹp, không có trầy xước gì nhiều cả, máy rất là sáng. Máy tiếp đến máy số 2. Máy số 2 ở đây em có con máy của Shimano Holiday Spin. Máy này là xa tầm 3.000 nha mọi người. Xa 3.000, cứ số 3 vào được 150m, xa 3.000. Máy này cối và thân là carbon, tay quay là kim loại, đổi được tay quay trái phải. Máy này thì ngoại hình cũng khá là ok, đổi mới tầm khoảng 85%. Trài xước rất là nhỏ thôi, tem mạc lên cối còn vẫn còn khá là sáng nè. Và mô bin sóng lưỡi gà vẫn còn, khuyên đầu dây của máy đây ạ, khá là ok nha. Đây cái vị trí này đến bẩn nha mọi người, đây dính bẩn này, em cậy nó ra được nè, đấy sạch rồi này, tay khá sáng nha, khuyên đầu dây rất là sáng, chà cước ok, tay quay khá là ok ạ. Rồi hoạt động của máy này, máy quay rất là nhẹ ạ, chốt chặn hoạt động tốt nha. Máy quay rất là nhẹ với em nè. Và con máy này là của Singapore xuất Nhật, máy số 2 có giá là 380.000. Máy này nặng là 309g. Tiếp đến máy số 3. Máy số 3 ở đây em có con máy của Daiwa, dòng Long Carbon. Máy này cối là kim loại, thân là carbon nhé. Tay quay là kim loại, đổi được tay quay trái phải này. Ở đây. Thì máy này ngoại hình có bị trầy xước cái phần đuôi máy như thế này thôi. Trên cối thì một vài vị trí nó xước nhẹ như thế này thôi. Còn ở trên phần thân này khá là sáng, tay quay cũng khá là ok như thế này. Thông số cước ở trên cối thì máy này cước số 3 vào được 100m thì xa khoảng 2.000, gạt cước ok. Khuyên nơi dây của máy bằng lõi xứ nâu như này, khá là sáng. Mô bên sóng lưỡi gà vẫn còn, máy này vẫn còn lưỡi gà nha. Máy này có thể kéo lên đến 10 bao là tầm 4,5 kg nha mọi người. Máy này chúng ta câu rê khá là ok, câu lua. Ngoại hình máy thì cũng nhỏ thế này thôi, form máy thôi. Daiwa Long Carbon GS700M, tên của máy này. Và hoạt động của máy đây. Máy thì quay cũng khá là nhẹ nha. Máy quay rất là nhẹ vậy em, chốt chặn hoạt động tốt. Và máy này cũng nặng là 235g. Và máy số 3 này cũng của Nhật, máy số 3 có giá là 450.000. Form máy rất là đẹp nha. Dòng này chúng ta có cạo khá là khỏe. Tiếp đến máy số 4. Máy số 4 ở đây em có con máy của Daiwa Long Carbon ST750B. Tên của máy. Máy này cối và thân là carbon, tay quay kim loại, đổi được tay quay trái phải, tay quay nhôm nha mọi người. Cước số 3 vào được 150m, tầm xa cũng khoảng 3.000. Mô bên sóng lưỡi gà vẫn còn. Ở đây kéo lên đến được 4,5 kg, 10 bao luôn ạ. Sức kéo của máy. Thì về mặt ngoại hình máy thì có cả trầy xước nhỏ ở vị trí này, đuôi máy thôi này, có trầy xước thôi. Nhưng mà nhìn chung thì máy vẫn còn khá là sáng, độ mới tầm khoảng 70-75% nha. Mô bên sóng lưỡi gà vẫn còn, khuyên đầu dây của máy đây, ok nha mọi người, gạt cước.
hoạt động tốt. Và hoạt động của máy này, máy này quay rất là nhẹ nha, máy này khá nhẹ, chốt chạy nữa này, hoạt động tốt ạ. Và con máy này là của Nhật, máy số 4 có giá là 350.000. Máy này nặng là 267g. Tiếp đến máy số 5. Máy số 5 ở đây em có tương tự giống như máy số 4 và size lớn hơn một tí. Nó dòng XT850B. Và máy này cối và thân cũng là carbon, tay quay kim loại đổi được tay quay trái phải. Và thông số cước ở trên cối, cước số 4 vào được 200m, cước số 5 vào được 150m. Thì máy này tầm xa khoảng 4.500. Dao động tầm 4.500 nha mọi người. Máy này ngoại hình thì có trầy xước hơn máy số 4 một tí. Này, trầy xước hơn này. Cối có bị trầy xước hơn này nha. Và sức kéo của máy, máy này kéo lên được 6.4 nha mọi người. Đây, sức kéo của máy. Máy thì ngoại hình có bị trầy xước hơn. Đổi được tay quay trái phải. Máy này quay cũng khá là nhẹ nha. Chốt chặn là hoạt động tốt. Và máy này nặng là 365g. Và máy này có giá là 420.000. Máy của Nhật, máy Instagram nha. Tiếp đến máy số 6. Máy số 6 ở đây em có con máy của Daiwa Carbon Stinger F800RD. Tên của máy này ạ. Máy này cối và thân là carbon, tay quay kim loại đổi được tay quay trái phải. Máy này ngoại hình cũng khá là sáng máy, trầy xước rất là nhỏ, độ mới máy này tầm khoảng 85-90% nha. Trầy xước nhỏ thôi. Máy đua chuột. Mô bên sóng lưỡi gà vẫn còn. Thông số cước ở trên cối, cước số 2 vào được 230m. Và cước số 3 vào được 160m này tầm xa cũng khoảng là 3.000. Máy xa 3.000 nha. Mở cối ok. Mô bên sóng lưỡi gà vẫn còn nha mọi người. Máy này ngoại hình cũng khá là sáng máy, trầy xước nhỏ thôi, máy size 3.000. Và khuyên nâu dây của máy khá là ok. Máy quay rất là nhẹ nha. Chốt chặn nè, hoạt động tốt ạ. Giật cước hoạt động tốt. Và máy này nặng là 261g. Và con máy này của Nhật, máy số 6 có giá là 400.000. Tiếp đến máy số 7. Máy số 7 ở đây em có con máy của Daiwa SS-NOW2DX. Tên của máy, máy này full kim loại, đổi được tay quay trái phải. Cước số 3 vào được 200m, cước số 4 vào được 140m thì tầm xa khoảng 3.500. Máy này ngoại hình trên cối thì có những vết xước như thế này. Thân máy thì trên đuôi máy có những vết xước như thế này nha. Đồng tróc cây sơn nhẹ thế này. Khuyên nâu dây của máy là có trợ lực dây như thế này nha. Và cước ok. Và dòng máy SS của dòng bên Super Sport này thì size nhỏ thôi nhưng mà có cả cốt trợ lực nha mọi người. Cốt trợ lực của máy cũng khá là lớn như thế này. Máy đổi được tay quay trái phải bình thường nha mọi người. Và hoạt động của máy này, hoạt động thì cũng khá là mượt nè. Quay rất là nhẹ nha, có cả cốt trợ lực. Chốt chạy hoạt động tốt. Máy quay rất là đầm. Và máy này nặng là 346g. Và con máy này là của hàng ngoại địa Nhật, máy số 7 có giá là 480.000. Ngoại hình máy cũng khá là ok, độ mới tầm khoảng 65% nha. 65-70%. Tiếp đến máy số 8 ạ. Máy số 8 ở đây em có con máy của Daiwa dòng Regen Z. Đây, máy Daiwa. Cối kim loại thân và tay quay là carbon, đổi được tay quay trái phải. Máy thì ngoại hình bị bong tróc cái tay quay như thế này nha mọi người. Cối thì cũng có bị xước này. Xước nhẹ thôi. Cước số 3 vào được 150m thì xa cũng khoảng là 3.000. Mô bên sóng lưỡi gà vẫn còn nè. Cũng có sức kéo là 4.5kg. 3.000 kéo được 4.5kg. Máy chạy bằng 4 mặt đạn. Máy này mỗi tội ngoại hình thì không được sáng máy một tí thôi. Trầy xước nữa nè. Gạt cước. Ok. Khuyên nâu dây của máy đây. Rất là sáng mọi người. Tay quay này, dòng tay quay cán gỗ nè. Và hoạt động của máy này. Máy quay rất là nhẹ nha. Quay khá nhẹ. Chốt chạy hoạt động tốt. Và con máy này là của Nhật. Máy số 8 có giá là 370.000. Và máy số 8 này nặng là 322g. Tiếp đến máy số 9. Máy số 9 ở đây em có con máy của Shimano Ionos 2000. Tên của máy này.
Máy này cối và thân là cối là kim loại này. Thân carbon tay quay kim loại nhé, đổi được tay quay trái phải. Dòng máy carbon đời cao đây nhé mọi người. Và cối cối nông này. Mô viên sóng lưỡi gà vẫn còn. Máy này size 2000 nhé mọi người. Cứ số 3 vào 100 mét size 2000. Thì máy này có bị trầy xước như thế này. Và máy số 9 này có hệ thống ABS nha. Gạt cước này, hoạt động tốt. Khuyên đầu dây của máy đây. Họ thiết kế có cái khi ở giữa như thế này nha mọi người. Và hoạt động của máy này. Máy quay rất là nhẹ nha. Chốt chặn hoạt động tốt nè. Máy có ABS nha mọi người. Máy quay rất là nhẹ. Rất là nhẹ, rất là êm đó máy này luôn nè. Và máy này nặng là 278 gram. Và máy này của Malaysia xuất nhập. Máy số 9 có giá là 450.000. Tiếp đến máy số 10. Đây ạ. Máy số 10 này cũng là một con máy của Shimano Enos 3C3000. Máy này là dòng máy carbon đời cao đời. Máy cái form máy đẹp hơn máy số 9 cũng khá nhiều nha mọi người. Đây. Và cối kim loại, tay quay kim loại, thân carbon nha, form máy khá là đẹp. Ngoại hình thì khá là sáng, trầy xước nhỏ thôi, những vết xước nhỏ như thế này thôi ạ. Tay quay vị trí nó bị xước nhẹ, tay quay như thế này thôi. Còn những vị trí khác thì nhìn chung cái phần thân máy này khá là ok nha. Cước số 3 vào được 150m, tầm xa khoảng 3000. Máy xa 3000 nha. Và máy này cũng thở kéo lên tầm cũng 4,5 kg. Mô viên sóng lưỡi gà vẫn còn. Màu sơn của máy nhìn còn rất là đẹp nha. Máy còn khá sáng bóng nè. Và máy này cũng có ABS nha. Đấy, máy quay rất là nhẹ. Máy quay khá nhẹ nha. Chốt chặn hoạt động tốt ạ. Máy quay rất là nhẹ. Lên máy lúc câu lua nha. Chốt chặn hoạt động tốt có ABS. Và máy này cũng của Malaysia xuất nhập, máy số 7 có số 10 có giá là 700.000. Máy carbon đời cao, form máy rất là đẹp. Tiếp mà máy này nặng là 267 gram. Tiếp đến máy số 11. Ở đây, máy 11 em đây còn có một con máy rất là đẹp nha. Máy của Daiwa Emblem. Emblem X2500 2050. Và có chạy bằng 4 bậc đạn, máy dòng máy đua chuột như này. Máy cối kim loại này, thân carbon tay quay kim loại, đổi được tay quay trái phải nha mọi người, tay quay nhôm nhé. Ngoại hình máy cũng khá là đẹp, trầy xước nhỏ thôi. Và máy đuôi chuột có cốt trợ lực đây ạ, rất là ít gặp nha. Chạy bằng 4 bậc đạn, cối bằng kim loại, mô bên sóng nha mọi người. Kéo lên đến được là 4,5 kg, size tầm khoảng là 2000, máy size 2000 thôi. Máy là có cốt trợ lực nên nhìn khá là khỏe, ngoại hình máy rất là đẹp. Trầy xước rất là nhỏ, vị trí trầy xước nhỏ như thế này thôi nha mọi người. Ở đây. Và máy khá là ok. Và khuyên đeo dây của máy là có trợ lực dây nè. Gạt cước, hoạt động tốt. Và hoạt động của máy này. Đấy, máy quay rất là nhẹ, em quay rất là nhẹ nên máy quay đang. Chốt chặn hoạt động tốt. Máy quay khá là ok. Và con máy này nặng là 279 gram. Và máy này bị lỗi một vị trí nhỏ là bị vỡ nhẹ một cái phần là trụ bách gắn vào cần như thế này nha mọi người. Chúng ta gắn vào thì coi như khá ok, không có thấy vách vỡ luôn đấy. Và máy này có giá là 800.000. Máy Emblem, Daiwa Emblem 2050, có 4 bậc đạn. Và tiếp đến máy số 10, 12 ạ, ở đây máy 12. Máy 12 ở đây em có con máy của Daiwa, của Shimano Navigator 2000. Máy này size khoảng 2000 nha.
Size 3000, size thật của máy là 3000, cứ số 3 vào được 150 m, đẹp cực, ok. Dòng máy nó cũng có nông, cũng có là có cao thế này. Và máy này cối và thân là carbon, tay quay là kim loại, đổi được tay quay trái phải, mô bin sóng lưỡi gà vẫn còn. Đây, máy thì ngoại hình có bị trầy xước, máy này ngoại hình không được sáng mấy lắm. Đây, cái trầy xước như này nha mọi người. Máy này vẫn còn cước cũng khá là đầy này, đẹp cước ok này. Khoen đầu dây của máy này rất là sáng. Và hoạt động của máy này, máy nó quay cũng rất là nhẹ nha. Máy quay khá là nhẹ, hoạt động máy khá ok. Đây, ngoại hình máy thì có bị bong tróc thế này. Và con máy này của Nhật, con máy số 12 có giá là 370.000. Máy này nặng là 308 g. Máy số 12. Tiếp đến máy số 13. Máy 13 ở đây em có là con máy của Daiwa dòng Longcast Bull. Máy này kéo lên đến là 4,5 kg này. Longcast Bull A1300 tên của máy. Và thông số cước thì máy này tầm size khoảng là cước số 3 vào được 150 m, size 3000, mô bin sóng lưỡi gà vẫn còn. Cối và thân là carbon, tay quay kim loại, đổi được tay quay trái phải, tay quay nhôm ạ. Khuyên đầu dây của máy là khá là sáng, đẹp cước ok. Và máy này là của máy sản xuất Thái Lan xuất Nhật. Máy quay khá là nhẹ nha. Cái dòng máy này thì cảm giác nó hơi quay nó hơi rung rung nhẹ một tí thôi. Nhưng mà khi em gắn vào cần ta kéo cá với tốc độ như này thì không đến nổi nè. Máy quay rất là nhẹ nha. Và con máy này có giá là 270.000. Máy này nặng là 254 g. Tiếp đến máy số 14. Máy 14 của em có con máy của Daiwa, dòng mà tên của máy là Daiwa MR1350H tên của máy. Và con này cũng là một con máy đua chuột, có bị trầy xước trên thân thế này. Thông số cước ở trên cối thì máy này có thể kéo được là 5,5 kg 12 bao nhé. Và máy này tầm size cũng khoảng là 3000 nha mọi người. Máy size 3000, cước 0.3 vào được 135 m, 0.28 vào được 165 m, thì tầm size khoảng 3000. Mở cối khá là ok. Mô bin sóng lưỡi gà vẫn còn. Đây, gạt cước hoạt động tốt. Khuyên đầu dây của máy đây rất là sáng nha. Và hoạt động của máy này, đây, máy quay khá nhẹ nha. Chốt chặn hoạt động tốt. Máy quay rất là nhẹ nha. Và con máy này nặng là 269 g. Và máy này là sản xuất Thái Lan, xuất thân Nhật. Máy 14 có giá là 420.000. Và tiếp đến là máy số 15. Máy 15 ở đây em có con máy của Ruby Sinus, máy dòng carbon đời cao. Máy này ngoại hình khá là đẹp, độ mới máy này tầm khoảng 95%, trầy xước những vết nhỏ như này thôi à. Đây, những vết rất là nhỏ nhẹ. Màu sơn của máy rất là sáng, có Rito là 5.2 này. Ruby Sinus XS 1500ZM. Và máy này có size thật là 3000. Mô bin sóng lưỡi gà vẫn còn, khuyên đầu dây của máy này rất là sáng nha. Dạ cướp, ok. Đổi được tay quay trái phải, cối và thân là carbon. À, máy này full carbon luôn ạ. À, đổi được tay quay trái phải. Quay rất là nhẹ. Xa 3000 nha. Chốt chặn hoạt động tốt. Ngoại hình máy đẹp. Và máy này nặng là 288 g. Và máy này có giá là 470.000. Và cuối cùng, máy số 16. Máy 16 ở đây em có con máy của Daiwa Frame 3500. Máy này cối là kim loại này. Thân carbon. Thân và tay quay là carbon nhé, đổi được tay quay trái phải. Dòng carbon đời cao. Và máy Daiwa Frame, máy này sản xuất tại Thái Lan, xuất sang Nhật nha mọi người. Thì một vài vị trí nó bị hơi cái bị bẩn ố nhẹ này. Cái đây chúng ta có thể chà nó ra hết được nha. Máy này có hệ thống ABS, máy này có thể kéo lên đến tầm 6,8 kg, 6,5 kg đến 6,8 kg, nhưng mà 14,3 nha mọi người. Mô bin sóng này, lưỡi gà vẫn còn. Máy này vẫn còn một cái lượng cước dù khá là đầy, vô đây cước đây là sợi nhựa siêu bền nha mọi người. Chúng ta về ra dùng máy này thì chỉ sử dụng thôi, không cần phải vào cước thay cước gì cả. Cước vẫn còn khá là ok. Và vị trí nó bị ố nhẹ thế này thôi nha. Không có bị rỉ nhẹ hay gì hết, bị ố bẩn nè. Đây nó đây, em cạo nó ra hết nè. Có hệ thống ABS, size của máy. Máy này tầm size khoảng 5.000, 4.500 đến 5.000. Cước số 5 vào là 150 m thì thông số máy size 5.000 nha.
Ngoại hình thì thân máy khá là đẹp này. Trên thân đuôi máy thì không trầy xước gì, chỉ có phần tay quay này nó bị bong tróc nhẹ và vị trí này một tí nữa. Và nhìn chung thì đây vị trí này nó là bị bong nhẹ nha, còn khá là đẹp. Và hoạt động của máy này, khuyên nâu dây của máy, khuyên nâu dây của máy này rất là sáng nha. Và cướp ok. Và dòng carbon đời cao nha mọi người. Đây. Máy quay rất là êm, rất là êm và nhẹ nữa. Chốt chặn này hoạt động tốt và máy có ABS. Máy quay không có đây à. Và máy này là của Thái Lan xuất nhập, máy 16 có giá là 800.000. Máy này nặng là 428 g. Về mới vừa giới thiệu xong lô gồm có 16 máy câu của mình. Mọi chi tiết xin liên hệ với số điện thoại 0974088309 hoặc là comment bên dưới video. Khách chốt hàng bằng cách comment bên dưới video thì cho em xin cả số điện thoại và cả địa chỉ nhé mọi người. Em xin cảm ơn mọi người, em xin chào mọi người ạ.